Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Trang Lê Food. Chắc hẳn nhiều người vẫn nghĩ cách làm giò heo nấu giả cầy rất khó, nhưng thực ra lại rất đơn giản. Clip này sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu giả cầy từ giò heo thơm lừng cho bữa cơm gia đình hay những buổi tụ họp bạn bè thêm phần phong phú và thú vị nhé. Và đây là nguyên liệu để nấu món giò heo nấu giả cầy nha cả nhà. Bao gồm có mẻ, cà pháo, hành, tỏi, chanh. Sả thì mình lấy phần chân nha cả nhà, để nấu cho thơm ha. Rì nghệ, mắm tôm, tương ớt. Chân giò heo này mình đã làm sạch rồi ha. Mình có lá mơ. Rau thì mình có rau ôm, rau quế, húng lủi. Sả thì mình lấy phần củ ha, phần này để ăn sống nha cả nhà. Tỏi, riềng để ăn kèm với rau ha. Khế, chuối. Nước dừa tươi. Và bún ha cả nhà. Nguyên liệu của mình đã đầy đủ rồi, bây giờ mình sẽ cùng bắt tay vào làm nha cả nhà. Và đây là các bước mình làm sạch giò heo nha cả nhà. Ở đây thì mình sử dụng chân giò heo lớn. Tuy là thời gian nấu lâu hơn giò heo nhỏ, nhưng khi nấu xong thì phần gân và phần da bên ngoài giòn ngon hơn giò heo nhỏ ha. Giò sau khi mình mua về thì mình dùng khò để khò cho vàng cháy bên ngoài chân giò luôn. Sau đó thì mình cho vào thau cạo sạch phần đen bên ngoài đi ha. Cạo sạch xong thì mình dùng dao chặt vừa ăn. Sau đó thì rửa sạch lại bằng nước nha cả nhà. Và đây là phần giò heo mình đã làm sạch rồi nha cả nhà. Tiếp theo thì các bạn cắt nhỏ 600g riềng và 110g nghệ và cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn ha. Nếu mà các bạn không xay được thì các bạn cho thêm nước vào và tiếp tục xay ha. Đầu tiên thì mình cho 450g mẻ vào. Tiếp theo là riềng xay và nghệ xay, mình cho luôn phần nước riềng và nước nghệ vào luôn ha. Hai chai mắm tôm là 200g mình cho vào nha cả nhà. Tiếp theo thì mình sẽ nêm gia vị ha. Mình cho 2 muỗng cà phê muối, 4 muỗng cà phê hạt nêm, 4 muỗng cà phê tiêu, 8 muỗng cà phê bột ngọt, 5 muỗng cà phê đường, 1 muỗng súp tương ớt. Sau đó thì mình trộn đều lên ha. Do thau nhỏ quá nên mình chia đôi và trộn đều nha cả nhà. Sau khi trộn xong thì mình sẽ để đây khoảng 1 tiếng để cho giò heo ngấm gia vị và sau đó thì mình mới nấu ha. Còn giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn công thức nấu giò heo giả cầy kiểu đậm vị và nước sệt sệt nha cả nhà. Mình có 2,5kg giò heo. Đầu tiên thì mình cho 200g mẻ vào. Riềng xay thì 300g, nhưng mình lọc lấy nước bỏ riêng ha. Nghệ thì 70g, xay cũng lọc lấy nước riêng luôn. Giò heo này thì mình cũng sử dụng giò heo lớn tuổi nha cả nhà. Tiếp theo là mình cho 1,5 chai mắm tôm là khoảng 150g vào. Sau đó thì mình nêm gia vị vào, mình cho 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 4 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu, 3 muỗng cà phê đường,
và mình cũng để 1 tiếng để cho thấm vị ha. Trong lúc chờ giò heo thấm vị thì mình đi pha mắm tôm nha cả nhà. Các bạn dùng theo công thức sau ha. Mình có 60 mắm tôm, 18 gram tỏi ớt bằm, 5 gram bột ngọt, 33 gram đường. Các bạn lưu ý là các bạn có thể điều chỉnh lượng đường phù hợp với khẩu vị của mình nhé. Và 20 nước cốt chanh vào. Sau đó thì mình khuấy đều lên thì mắm tôm sẽ lên bọt ha. Tiếp theo thì các bạn gọt vỏ chuối hột và cắt đường gân khế ha. Sau đó thì ngâm vào thau nước. Mình cho một muỗng cà phê muối vào. Rồi bào khế và chuối ha. Bào mỏng nha cả nhà. Sau khi bào chuối và khế xong thì mình cho phần vỏ chanh khi nãy đã vắt hết nước rồi ha. Mình cho vào thau để chuối và khế của mình được trắng. Và sau đó thì bỏ qua một bên và ngâm như vậy cho đến khi gần ăn rồi hãy vớt ra ha. Không thì sẽ bị đen nha cả nhà. Rồi giờ mình sẽ nấu giò heo nấu giả cầy ăn với bún nha cả nhà. Giò heo của mình đã ướp được khoảng 1 tiếng rồi. Thì mình bắt một cái nồi lên. Sau đó thì cho dầu vào và cho 100g hành tỏi bằm vào ha. Mình cho luôn 250g sả cây cắt phúc vào luôn ha các bạn. Các bạn phi thơm lên ha. Sau đó thì mình mới cho giò heo vào ha. Các bạn để nắp nồi ha, để cho nước trong nồi được sôi lên và cho giò heo của mình được săn lại nha cả nhà. Mình mở nắp nồi ra và thấy giò heo của mình đã săn lại rồi nha cả nhà. Giờ thì mình sẽ cho nước dừa tươi vào ha. Ở đây thì mình sử dụng 2,8 lít nước dừa tươi và 2 lít nước vào ha. Các bạn đậy nắp lại và nấu với lửa lớn cho nước sôi lên nha cả nhà. Nước sôi lên rồi thì mình vớt bọt ha. Vớt bọt xong thì mình sẽ nêm gia vị nha cả nhà. Mình cho 7g muối, 20g hạt nêm, 25g đường, 50g tương ớt và 30g bột ngọt vào. Sau đó thì các bạn đậy nắp vào nấu với lửa nhỏ ha. Lúc này thì giò heo của mình đã nấu được khoảng 1 tiếng rồi. Mình sẽ kiểm tra xem mềm chưa nha cả nhà. Mình cắt ra. Mình ăn thử phần gân và phần da thì mình thấy còn cứng lắm. Nên giờ mình sẽ múc giò phía dưới lên. Rồi mình sẽ nảy nắp lại và nấu tiếp nha cả nhà. Đây là nồi giò heo của mình đã nấu được khoảng hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Mình thấy giò heo mềm rồi ha. Nên mình sẽ nêm thêm là 10g hạt nêm, 50g nước mắm và 40g đường. Nếu các bạn thấy giò heo chưa mềm thì tiếp tục nấu. Còn nếu giò heo mềm rồi mà nước nhiều quá thì các bạn múc nước vào nồi khác ha. Sau đó thì mình cho lên bếp nấu cạn bớt để nước của mình đậm vị hơn nha cả nhà. Và đây là phần nồi nước của mình đã múc ra rồi. Nếu nước của mình nhiều quá thì các bạn thấy cạn thì các bạn châm vào và tiếp tục nấu ha các bạn. Mình đã châm thêm nước vô nồi và nấu cho nước cạn rồi ha. Bây giờ thì mình tắt bếp và múc cái phần mỡ bên trên ra nha cả nhà. Cái lớp mỡ này nhiều quá nên mình bỏ đi ha. Sau đó thì mình đổ nước này vào nồi lớn ha và nêm nếm là cho vừa ăn nha cả nhà. Đợi đến khi gần ăn thì mình múc ra nồi lẩu nhé. Còn đây là cách nấu giả cầy đậm vị và nước sệt sệt nha cả nhà. Mình cũng cho hành, tỏi, sả vào phi tôm ha. Sau đó thì mình cho giò vào nấu săn lên. Rồi thì mình cho nước riềng xay và nghệ xay vào.
Sau đó thì mình nêm 10g hạt nêm, 5g muối, bột ngọt 10g, đường 45g, nước mắm 10g, 35g tương ớt và 1,3 lít nước dừa thì các bạn châm từ từ ha. Lần 1 thì các bạn cho 500g nước dừa thôi. Sau đó thì nấu cạn bớt thì mình châm vào. Làm như vậy thì giò heo của mình sẽ đậm vị hơn nha cả nhà. Giờ thì mình cũng để nắp lại và nấu với lửa nhỏ nha các bạn. Lúc này thì giò heo của mình đã nấu được khoảng hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Đã vừa mềm nhưng mà phần móng còn cứng quá nên mình sẽ vớt phần giò trên ra ha. Và để lại phần móng và tiếp tục nấu thêm chút nữa cho mềm hơn nha cả nhà. Móng đã mềm, nước đã cạn sệt luôn rồi. Giờ thì mình sẽ đổ phần giò trên vô ha, vô nồi ha các bạn. Sau đó thì mình tắt bếp ha. Các bạn cho thau rania, cho riền, khế, chuối, sả, tỏi. Cuối cùng là cho cà pháo và cho vài lát ớt lên trên cho đẹp mắt ha.